À, vâng, shop em lại gửi lời chào đến toàn thể các bác, các anh em đam mê đi săn ong, đi tìm hoa phong lan, đi du lịch các nhá. Thế thì hôm nay tiếp tục giới thiệu cho bác hai cái mẫu ong nhòm giá phổ thông, hợp túi tiền cho anh em mới chơi hay đi rừng các nhá. Thì đây là hai mẫu ong nhòm mà bên shop đang kinh doanh, bán khá là nhiều, anh em mua khá là nhiều anh em nhá. Đầu tiên là cái mẫu ong nhòm màu xanh. Đấy, giá chỉ có 700.000 đồng thôi. Đấy, rất là đẹp anh em nhá. Đấy, các bác nào mua thì vui lòng liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại chính này của shop để đặt hàng. Hàng bút si với nhá. Đấy, 10 x 50. Mẫu này anh em dùng khá là ok, rất là nhỏ gọn. Đấy. 10 x 50 anh em nhá, nhìn rất là nét. Thì cái mẫu này thì nó có một cái bên bên kính này, nó có thước ngắm anh em nhá. Đấy, có một cái thước ngắm nhìn rất là ok luôn. Đấy, chỉnh nét đỉnh mờ thì các bác chỉnh ở chỗ tiêu ở giữa này. Thì có cái con lăn đây anh em nhá. Đấy. Mẫu này anh em dùng khá là ok, giá chỉ có vài trăm nghìn đồng thôi. Đấy. Đây là cái mẫu ngòm màu xanh anh em nhá. Đấy, hàng bút si, nó sẽ đựng trong một cái túi hộp như này, màu vàng cát này, vàng da, rất là xịn sò anh em nhé. Đấy, đây là cái mẫu màu xanh này. Tiếp tục giới thiệu bác là cái mẫu hàng thứ hai này, hàng Alkenda anh em nhé. Alkenda, đây, thông số của nó đây, thông số 12x60 anh em nhé. Đấy, nhìn tối đa là 1000m, độ rộng của nó là 197m. Đấy, hàng Alkenda, mẫu này to hơn một chút, mẫu này cồng cành to hơn một chút các nhé. Chất lượng thì như nhau, màu đen. Mẫu này thì anh em mua khá là nhiều. Đấy. Nó sẽ có hai cái bịt rất là to anh em nhá. Một cái lăn khăn lăn lau kính này, một cái dây đeo này. Đấy. Và cái mẫu hai mẫu này thì giá tiền nó tương đương nhau anh em nhá. Các bác lấy mẫu nào thì alo trực tiếp cho em theo hai số điện thoại này để đặt hàng. Giá chỉ có vài trăm nghìn đồng thôi. Đấy, các bác mới chơi thì có thể tham khảo dòng này. Nếu mà các bác mà tùy theo hoàn cảnh luôn nhá. Kinh tế các bác cao cấp hơn thì có thể lấy dòng ống nhòm cao cấp hơn. Bên em bán khá nhiều mẫu ống nhòm anh em nhé. Đấy, giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng cho đến hơn 3 triệu đồng. Đấy, các bác truy cập kết bạn Zalo, em gửi hình ảnh chi tiết tham khảo. Đấy, ngoài ra thì bên em bán tất cả những cái đồ như quần áo bắt ong rừng hay là gốc trèo cây, bên em cung cấp đầy đủ anh em nhé. Hàng hôm nay lại tiếp tục đi đây. Đấy, để phục vụ anh em. Đấy, trong mọi miền Tổ quốc đây, những số lượng ống nhòm này. Đấy, quần áo bắt ong rừng này. Đấy, rất là nhiều. Nói chung là bên em bán rất nhiều sản phẩm khác có liên quan anh em nhé. Đấy, các bác nào mua thì vui lòng điện trực tiếp, bên em sẽ tư vấn cho anh em. Một cái video rất là ngắn thôi, em xin kết thúc video đây. Xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.